Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 11 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 8, khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Có thể nói đây là một nghị quyết quan trọng nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như nhu cầu học tập của nhân dân. Ở Nghệ An, thực hiện đổi mới giáo dục theo nghị quyết Trung ương 8 có những thuận lợi gì, cần thực hiện nhanh và mạnh hơn ở những khâu nào, vấn đề gì? Các ý kiến của các nhà quản lý, giáo viên, nhà giáo lão thành để đổi mới giáo dục được thực hiện hiệu quả là những nội dung sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là một giờ học toán bằng tiếng Anh ở trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, thành phố Vinh. Đối với cả thầy và trò, giờ học hôm nay là một trải nghiệm thú vị. Các em học sinh tỏ ra rất hào hứng với phương pháp giảng dạy mới. Giờ đây, những tiết học toán nói riêng, các môn khoa học tự nhiên nói chung đã bớt khô khan hơn nhờ có sự sôi động của ngoại ngữ. Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật là một trong 8 trường toàn quốc và cũng là trường trung học phổ thông duy nhất, không phải là trường chuyên được chọn thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo trong năm học 2013-2014. Để tìm ra hướng đi cho mình, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực đổi mới từ phương pháp dạy học, quản lý, thay đổi tư duy trong đội ngũ giáo viên, đưa ra các hình thức giáo dục phù hợp với nhà trường. Thì chúng tôi cũng đã triển khai những cái nội dung như là dạy học toán lý bằng tiếng Anh, một trong những yêu cầu trong cái thời kỳ hội nhập hiện nay. Rồi thì chúng tôi cũng đang thực hiện cái phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Ở đó, người giáo viên sẽ dạy học cho học sinh theo hướng phát triển năng lực của người học. Dạy học thì chúng tôi đề nghị là giáo viên là chú ý tới cái việc là không phải là dạy cho học sinh học cái gì, học được cái gì, mà quan trọng là học sinh học như thế nào và có biết vận dụng hay không vào trong thực tế. Để thực hiện thành công việc phát triển chương trình đảm bảo phát triển năng lực học sinh, thời gian qua, nhà trường đã tiến hành rà soát toàn bộ chương trình sách giáo khoa ở tất cả các môn của cả 3 khối học, loại bỏ kiến thức trùng lặp hoặc không cần thiết, tổ chức cho giáo viên dạy thử nghiệm và đưa vào áp dụng phương pháp dạy học mới. Mặc dù đang ở giai đoạn thí điểm, phải chịu áp lực từ nhiều phía, nhưng với những tiêu chí như phát triển toàn diện năng lực của học sinh và được thỏa sức sáng tạo, nên nhóm giải pháp của nhà trường bước đầu đều đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của các tổ bộ môn. Đây chính là nhân tố quan trọng để việc thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông đạt được hiệu quả đề ra. Đồng hành với chủ trương đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục đào tạo, trong những năm qua, các trường học trong tỉnh cũng đã có những vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, được coi là bước chuẩn bị để việc thực hiện các mục tiêu đề ra về đổi mới giáo dục theo nghị quyết Trung ương 8 được đi vào cuộc sống một cách thuận lợi và mạnh mẽ. Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu là một ví dụ. Là trường chuyên bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi của tỉnh, quốc gia và quốc tế, đổi mới phương pháp dạy học, tập dượt nghiên cứu khoa học và giáo dục hướng nghiệp luôn được nhà trường chú trọng. Với mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện cả về văn hóa, kỹ năng sống và sáng tạo khoa học, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Trước khi Bộ Giáo dục tiến hành triển khai chương trình thí điểm, dạy toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, trường đã tổ chức dạy một số môn học bằng tiếng Pháp. Bắt đầu từ năm học 2012-2013, nhà trường tiếp tục đưa tiếng Anh vào trong các tiết học toán và các môn khoa học tự nhiên, bước đầu tạo chuyển biến đáng kể cả trong nhận thức, tư duy và phương pháp cho cả người học và người dạy. Để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo nghị quyết Trung ương 8 một cách hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực từ phía nhà trường và mỗi thầy cô giáo, thì vẫn rất cần sự đổi mới của cả hệ thống giáo dục. Cái
việc dạy toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh có hiệu quả hơn á, thì cần phải có việc đào tạo đồng bộ từ cấp tiểu học lên đến đại học. Phải chuẩn bị cái nguồn tài liệu để giáo viên có thể tham khảo cũng như là giảng dạy, và phải có lộ trình phù hợp. Ví dụ như theo tôi thì là giai đoạn đầu chúng ta nên dạy một nửa tiếng Anh và một nửa tiếng Việt thôi, nhưng sau đó thì tiến tới là dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thế thì tùy từng cái đối tượng học sinh cụ thể chúng ta sẽ có cách dạy thích hợp. Một số nhà trường là vẫn đang còn ít quan tâm đến cái công tác giáo dục hướng nghiệp, vì vậy các em cũng có những cái khó khăn khi là chọn nghề. Vậy thì vừa trên nền giáo dục văn hóa thì chúng ta cần phải làm tốt cái công tác giáo dục hướng nghiệp để cho các em có được những cái kiến thức, những cái kỹ năng để chọn nghề và chọn được cái nghề phù hợp với cái khả năng, với cái kiến thức văn hóa của mình, và nó có được đảm bảo được cái thành công, cái thành công trong cái con đường nghề nghiệp, cái con đường học vấn sau này của các em. Thực tiễn sinh động đang diễn ra cho thấy giáo dục Nghệ An trong thời gian qua đã từng bước tiệm cận với yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đổi mới toàn diện diễn ra ở tất cả các bậc học, từ mầm non đến đại học. Nếu như đối với giáo dục tiền học đường, việc đổi mới thể hiện ở những vấn đề như công nhận biên chế cho đội ngũ giáo viên đứng lớp mầm non, nghiêm cấm dạy chữ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là ở vùng nông thôn, thì giáo dục tiểu học là bậc học tạo được nhiều điểm nhấn, kết quả tích cực trong thực hiện đổi mới. Với quan điểm, giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của giáo dục phổ thông, có nhiệm vụ chuẩn bị cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở. Giáo dục tiểu học Nghệ An trong những năm qua đã có nhiều đổi mới trong quản lý chỉ đạo và từng bước tạo cho mình vị thế, diện mạo mới trên phạm vi cả nước. Giáo dục tiểu học đã song hành cả về học lực và kỹ năng sống. Điều đó được thể hiện rõ ở các chương trình giáo dục đã và đang được triển khai như phát triển dạy học ngoại ngữ, mô hình trường học mới, chương trình tiếng Việt công nghệ lớp 1, dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 10 huyện miền núi. Đây là những thuận lợi cơ bản để giáo dục tiểu học tiếp tục có sự chỉ đạo, tiến hành nhanh và mạnh hơn theo đường lối đổi mới giáo dục. Phải tập trung mạnh mẽ hơn việc đổi mới quá trình dạy học, chuyển từ quá trình dạy học cung cấp kiến thức hàn lâm cho học sinh sang quá trình dạy học để phát triển các cái phẩm chất, các cái năng lực chung của người học. Phải đổi mới một cách mạnh mẽ hơn và triệt để hơn việc đánh giá học sinh tiểu học, để giúp cho học sinh qua cái kết quả đánh giá thì thấy được mình đang ở chỗ nào và thấy mình cần phải làm thêm những gì để hoàn thiện những cái yêu cầu của một giáo hoặc một học sinh tiểu học. Việc đổi mới giáo dục hiện nay có thể ví như một trận đánh lớn. Để đánh chắc và đánh thắng thì phải dồn toàn lực để tập trung giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết và trọng yếu. Trong đó thì phải kể đến các vấn đề như là quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung, phương pháp, chính sách, điều kiện đảm bảo cho giáo dục. Đó cũng chính là những điều kiện cần và đủ để Nghệ An có được những thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo nghị quyết Trung ương 8. Dạy và học theo hướng phát triển năng lực là một trong những nội dung quan trọng Nghị quyết Trung ương 8 đề cập để tạo ra chuyển biến căn bản và toàn diện giáo dục. Để dạy và học theo hướng phát triển năng lực, cần một định hướng giáo dục phù hợp và cùng với nó là đổi mới đội ngũ. Nhiều ý kiến cho rằng muốn đổi mới giáo dục thì trước hết phải đổi mới từ chính đội ngũ giáo viên. Cần phải đổi mới về cái phương pháp giáo dục, cái phương pháp truyền thụ. Ta không thể truyền thụ một cách máy móc, truyền thụ để cho học sinh chỉ hiểu một cách máy móc và thụ động, mà phải làm thế nào cho các em biết cách học, biết cách tích lũy về kiến thức, bổ sung về kiến thức và được áp dụng kiến thức đó vào trong thực tế. Đổi mới về cái đào tạo giáo viên để trang bị cho giáo viên không những chỉ có kiến thức cơ bản, mà còn cả về cái phương pháp giảng dạy ở các trường phổ thông. Đổi mới đội ngũ giáo viên
không có nghĩa là thay cái lớp giáo viên hiện có đây bằng một cái lớp giáo viên khác. Điều đó không thể làm được, mà cũng không ai làm như thế cả. Phải bồi dưỡng cho họ để làm cho đội ngũ giáo viên là trở thành, thực sự trở thành những nhà giáo dục, chứ không phải chỉ là những người là truyền thụ tri thức. Bồi dưỡng để làm cho giáo viên người ta thực hiện tốt được cái chức năng của họ là cố vấn, là dìu dắt, là hướng dẫn, là định hướng, là khuyến khích người học. Dạy và học theo hướng phát triển năng lực sẽ cho ra đời sản phẩm giáo dục mà ở đây chính là những thế hệ học sinh phát triển toàn diện. Ngoài việc phải tiến hành đổi mới đội ngũ giáo viên thì cần thiết có sự thay đổi trong đánh giá giáo viên và học sinh, người dạy và người học. Với cái cách kiểm tra thi cử như hiện nay, với cái cách đánh giá con người như hiện nay thì trong rất rất nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã có một cái đội ngũ giáo viên là cái dạy để mà thi rất là tốt, và có một cái đội ngũ học để thi cũng rất là có thành tích rất là cao, cả thế giới biết đấy. Thế nhưng mà sản phẩm của giáo dục Việt Nam của chúng ta lại vẫn bị chê là thụ động, là không có tính sáng tạo, là không có cái khả năng thích ứng với các môi trường. Nếu như bây giờ mà chúng ta thay đổi được cái kiểm tra đánh giá, mà chúng ta đánh giá được cái năng lực của học sinh, thì tôi tin chắc rằng là sẽ thay đổi được phương pháp dạy học ở trong nhà trường. Cần tập trung vào hai nội dung mà tôi cho là then chốt. Thứ nhất là đổi mới quản lý giáo dục, và thứ hai là đổi mới đánh giá giáo viên và học sinh. Nếu thực hiện đổi mới công tác quản lý tốt cũng như là đổi mới cái cách đánh giá giáo viên và học sinh thì nó sẽ là tạo được một cái kỷ cương nề nếp trong trường học, và nó sẽ tạo được một cái động lực mạnh để mà thúc đẩy cái đội ngũ cán bộ quản lý cũng như giáo viên và học sinh là chăm lo vào việc hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung, nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nói riêng là những vấn đề lớn, cần lộ trình và những bước đi giải pháp cụ thể. Nghị án triển khai thực hiện các nội dung mục tiêu về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo nghị quyết Trung ương 8, quan điểm chỉ đạo của ngành giáo dục, giải pháp thực hiện và những kết quả bước đầu đạt được sẽ được tiếp tục đề cập ở những chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt.